Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: sắp xếp một cái mảng bằng cách phân nhóm. Đề bài chi tiết cho chúng ta một cái mảng A gồm các con số nguyên không phải là con số âm. Chúng ta sẽ trả về một cái mảng bao gồm tất cả các phần tử chẵn của cái mảng A, theo sau đó là tất cả các phần tử lẻ của mảng A. Chúng ta cần phải trả về, chúng ta có thể trả về bất kỳ cái câu trả lời nào mà phù hợp với cái điều kiện trên. Tức là A sẽ có nhiều cái hoán vị và tất cả các hoán vị phù hợp thì nó sẽ chấp nhận, thì đề bài sẽ chấp nhận. Ví dụ như trong ví dụ 1, chúng ta có cái mảng A lúc đầu gồm có 4 phần tử như sau: 3, 1, 2 và 4. Thì chúng ta thấy chúng ta sẽ phải sắp xếp các con số chẵn ở đứng trước và sau đó thì các con số lẻ sẽ đứng phía sau, nên chúng ta sẽ có một cái kết quả trả về là 2, 4 rồi sau đó mới đến 3, 1. Thì đây là một cái kết quả hợp lệ và được chấp nhận. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể có một số cái kết quả khác phù hợp, một cái số có hoán vị khác, ví dụ như 4, 2 rồi sau đó mới tới 3, 1, hoặc là 2, 4 rồi sau đó đến 1, 3, hoặc là 4, 2 rồi tới 1, 3. Thì tất cả những cái ví dụ, những cái hoán vị của cái mảng B này sau khi chúng ta sắp xếp thì đều được chấp nhận, miễn sao các giá trị, các chỉ số chẵn thì đứng trước, còn các chỉ số lẻ thì đứng phía sau các số chẵn. Còn người ta không quan tâm các thứ tự của số chẵn và số lẻ với nhau. Rồi, thì như vậy chúng ta cũng đã nắm được cái yêu cầu của đề bài. Đây là một cái yêu cầu đề bài khá ngắn gọn và dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thuật giải để giải quyết cho vấn đề này. Thì như chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng cái thuật giải hai con trỏ. Một cái con trỏ Y bắt đầu đi từ phần tử đầu tiên của mảng và một con trỏ Z đi và bắt đầu từ vị trí từ phần tử cuối cùng của mảng. Sau đó thì Y và Z sẽ Y sẽ tăng 1 và Z sẽ trừ 1 khi chúng ta duyệt qua phần tử kế tiếp. Cho đến khi nào mà Y còn nhỏ hơn Z thì chúng ta còn duyệt. Khi mà y bằng z hoặc y lớn hơn z thì chúng ta ngưng. Rồi, thì trong mỗi lần y duyệt thì con trỏ tại vị trí thứ y sẽ kiểm tra và tìm kiếm giá trị lẻ, thì nó sẽ dừng lại ở vị trí giá trị lẻ, và z thì sẽ tìm kiếm cái giá trị chẵn, thì khi tìm được giá trị chẵn thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ thực hiện đổi chỗ với giá trị lẻ của y. Đó. Thì sau khi đổi chỗ thì tiếp tục tăng lên kiểm tra những cái giá trị còn lại. Thì chúng ta sẽ làm như vậy cho đến khi kết thúc vòng lặp, thì chúng ta sẽ có được một cái hoán vị phù hợp mà cái mảng đã được sắp xếp theo cái ý của đề bài. Rồi, thì bài này cũng khá đơn giản nên chúng ta sẽ tiến hành cài đặt luôn bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến z, một cái biến chạy y và một biến chạy z. Sau đó thì giá trị ban đầu của y mình sẽ gán bằng 0, còn giá trị ban đầu của z thì mình sẽ gán là chiều dài của a của mảng A trừ 1, có nghĩa là phần tử ở vị trí index cuối cùng của mảng. Rồi, sau đó thì mình sẽ vào vòng lặp for, mình sẽ chạy đến khi nào y còn nhỏ hơn z. Rồi, nếu mà chúng ta sẽ có đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra A tại vị trí thứ y. Nếu như nó chia cho 2 mà bằng 0, tức là nó là số chẵn thì không phải con số mà chúng ta muốn tìm kiếm, thì chúng ta sẽ tăng y lên một đơn vị và chúng ta sẽ bỏ qua các bước sau. Đó. Chúng ta sẽ tìm đến khi nào nó tìm được một con số lẻ cả. Rồi tiếp tục thì chúng ta có A thứ Z. A tại vị trí thứ Z. Chúng ta cũng kiểm tra chia chẵn cho 2 hay không. Nếu mà nó chia cho 2 mà nó còn dư 1, nghĩa là nó là số lẻ, thì đây là con số chúng ta không muốn tìm. Chúng ta tìm con số chẵn cho cái hàng Z. Thì Z trừ trừ, chúng ta sẽ cho Z đi lại cái phần tử kế tiếp và bỏ qua các phần tử còn lại. Bỏ qua các công việc ở phía dưới. Thì sau khi chúng ta đã có y và z vượt qua tất cả các kiểm tra này, thì y đang nằm ở vị trí giữ cái phần tử lẻ và giữ phần tử lẻ, còn z đang giữ phần tử chẵn, thì chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ của y và z. A tại vị trí thứ y và a tại vị trí thứ z thì sẽ được gán lại. A tại vị trí thứ y thì được gán lại cho z và ra a tại vị trí thứ z thì được gán lại cho y. Đó. Sau đó thì chúng ta cho nó chạy đến phần tử kế tiếp. Rồi, thì sau khi chúng ta hoàn thành cái vòng lặp này thì nó A sẽ được sắp xếp theo ý muốn của đề bài. Chúng ta chỉ việc trả về kết quả là cái mảng A này. Rồi thì chúng ta sẽ chạy thử với ví dụ 1.
Đó, như các bạn thấy là trong ví dụ một chúng ta đã trả về một cái hoán vị hợp lệ, mặc dù cái kết quả trả về chúng ta không giống 100% với kết quả của đề bài trả về, nhưng mà chúng ta thấy đây cũng là một cái hoán vị hợp lệ, bởi vì 4 và 2 là hai số chẵn đứng trước và 1 và 3 là hai số lẻ sẽ đứng ở phía sau. Chúng ta thử submit để giải các ví dụ còn lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ còn lại của bài toán. Thì đối với bài toán này chúng ta sẽ có độ phức tạp là ô n, với n là số lượng phần tử của mảng A ha. Chúng ta sẽ có độ phức tạp là ô n, mặc dù chúng ta thấy nó sẽ khó khi nào mà đạt được số lần lập n, nhưng mà trong cái trường hợp nhỏ nhất thì nó vẫn là ô n. Rồi, thứ hai là chúng ta sẽ phân tích về độ phức tạp của không gian lưu trữ. Thì không gian lưu trữ chúng ta không sử dụng thêm bất cứ cái không gian lưu trữ phức tạp nào, nên độ phức tạp của không gian lưu trữ sẽ là hằng số O1. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay có cách giải hay hơn thì các bạn vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.